Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tại hôm nay của chúng tôi có nội dung như Xin chào cả nhà, chào quý ông bà, cô dì, chú bác và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung mới nhất về tên Jonathan Galindo với các bạn. Cụ thể, tên này nè, chưa xong thì lại có một tên Jonathan Galindo khác với một người á, mang gương mặt thỏ, có tên là Robert á, lại giống như răng đe mà cộng đồng mạng và các anh hùng bàn phím của Việt Nam hăm dọa là sẽ đến nữa. Cụ thể sẽ có nội dung như thế này các bạn. Xuất hiện thêm một Jonathan Galindo mới thách thức cư dân mạng Việt Nam. Cụ thể, sau hiện tượng Jonathan Galindo tạm lẩn súng, một tài khoản mang tên Robert Robert lại lên tiếng thách thức cư dân mạng Việt Nam. Thời gian gần đây, tài khoản mang tên Jonathan Galindo với hình ảnh đại diện là một người đàn ông mang gương mặt chó, bỗng chốc nhận được sự quan tâm bất ngờ của cộng đồng mạng quốc tế và cả cư dân mạng của Việt Nam chúng ta, đặc biệt các anh hùng cào bàn phím. Cụ thể, tuy nhiên khi đặt chân đến Việt Nam, tên này đã nhanh chóng trở thành trò hề và trò đùa của cư dân mạng khi liên tục chế giễu ảnh gửi hàng loạt inbox vào tài khoản với nội dung trêu đùa tên này, khiến cho hắn ta sợ hãi cũng không dám luôn. Sau khoảng một tuần, cư dân mạng Việt Nam mang la làm trò hề, sự quan tâm của mọi người đến hiện tượng Jonathan Galindo cũng đã tạm lắng xuống. Tuy nhiên mới đây, một tài khoản lạ mang tên Leverett Robert xuất hiện cùng với chiếc mặt nạ thỏ phục sinh ghê rợn lại mang tiếng thách thức cư dân mạng Việt Nam chúng ta nữa các bạn. Trên trang cá nhân, tài khoản này viết bằng tiếng Anh tự nhận mình là một tên đồ tể, đồng thời tuyên bố sẽ mang cơn ác mộng này đến Việt Nam ngay lập tức. Leverett Robert trở thành tâm điểm chế giễu của cộng đồng mạng Việt Nam. Thấy không? Đưa la làm gì cho cộng đồng chúng ta, làm trò hề cho cộng đồng chúng ta các bạn. Mấy người này hù ai chứ hù dân Việt Nam chúng ta là sai rồi. Nó nói như thế này nè, muốn sang Việt Nam cũng phải cách ly 14 ngày em nhé, toàn hù dọa không à, sợ ghê à. Một số người đã bình luận như vậy đó các bạn à, rồi nè, nhiều lắm. Tuy nhiên một số người dùng mạng khác lại cho rằng đây là sự lừa bịp đến từ một người nào đó thích câu like trêu đùa của dân mạng Việt Nam thôi. Tỉnh táo thì các bạn nhé, có thể ai đó đang cố tình khiêu khích chúng ta để câu tương tác thôi. Một cư dân mạng khác đã bình luận, nếu các bạn cứ tỉnh táo, không like, không share, không subscribe thì tên này thì cũng chả phát triển được gì đâu. Nghi vấn này của cộng đồng mạng cũng không hẳn là không có lý, bởi cách đây chỉ trong một tuần, tài khoản có tên Jonathan Galindo trên Facebook đã bất ngờ đăng tải thông tin sẽ có mặt tại Việt Nam trong 5 ngày tới, đúng theo yêu cầu của một số tài khoản đăng tải dòng thách thức trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên đến nay đã 5 ngày mà không thấy bóng dáng của Jonathan Galindo đâu. Có thể là hắn ta đã bị tóm cổ bên nước ngoài hoặc là đang bị cách ly ở đâu đó mà giống như chưa ai tìm ra hắn ta. Và cụ thể đây nè, trước Jonathan Galindo từng có không ít các nhân vật hiện tượng gây chú ý trên mạng xã hội giả mạo ở trên Facebook và YouTube á, để câu tương tác, câu like để sau này bán hàng quần áo online các bạn, thì cũng đã bị loại bỏ ngay rồi. Thế nên người dùng mạng nên có sự cân nhắc và kiểm tra các thông tin kỹ lưỡng, tránh việc lợi dụng bị câu like, câu view nhằm mất tiền của mình nhưng mà lại tăng tiền cho người khác, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy tôi nói đúng thì cho một like và một subscribe để cho tôi có động lực để làm các video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn.